Rồi em được ơn gì của Chúa? Thầy cha, con là huyện Cao Đài, con ở giáo phận. Cái gì? Con là huyện Cao Đài. Ông đạo Cao Đài hay là cái gì? Con ở giáo phận Vinh. Thầy cha, ông đạo Cao Đài hay đạo gì? Con tên Nguyễn Cao Đài chứ. À, tên là Nguyễn Cao Đài rồi đó. Tưởng ông là đạo Cao Đài. Rồi anh được cái gì nói cho mọi người nghe? Dạ con cách đây 6 tháng thì con bị mắc cái chứng bệnh là sốt liên tục không từ 2 ngày sốt 1. Thì con lên Đại học Y Dược để tổng quát thì nó đã cho con động mạch luôn nha. Thứ nhất là viêm họng và lưỡi mặn. Thứ hai là tăng cao huyết áp, tăng men gan gấp 3 lần bình thường. Thứ ba là viêm gan siêu B. Và đặc biệt một cái nữa của con là cái chỉ số sơ gan nó cao quá chăng. Hơn nữa là quan trọng nhất là cái chỉ số ung thư của con là 9,85, trong đó mỗi người chúng ta là đều có 5.4 lần mức độ bình thường. Thì con xuôi con thất vọng lắm này, con bỏ bệnh viện con đây. Con về thì con được đứa em gái của con đang mặc áo đen giới thiệu con lên ở điện về cha. Thì ngày đầu tiên con lên cha thì con được cha đặt tay và cùng cộng đoàn cầu nguyện lòng thương sở tuổi cho con. Thì không biết một lý do gì mà con lại đổi bệnh viện, bỏ bệnh viện Đại học Y Dược, con nhảy sang trung tâm nhiệt đới. Thì sang bên trung tâm nhiệt đới thì họ khám xét cho con đúng y chang như vậy. Thì sau khi mà họ CT cho con rồi á, là mức độ cũng như vậy. Họ nói với con bây giờ cho thủ rồi thẳng ngay ngay thẳng sau lên khám lại. Thì con lên cái chỉ số ung thư của 9,85 và dương tính thì nó xuống 7.5, còn sơ gan thì nó đã trở về mức độ bình thường. Một tháng nữa con uống thuốc tiếp nữa thì xuống lên, bây giờ chỉ số ung thư là 5.4, tức là trong lúc đó từ khi mà con đi lên về tới bây giờ thì con lên lấy cha 3 lần và được cha đặt tay và ưu ái cho con, được ôm con vào lòng và sức lực thẳng cho con và cầu nguyện cho con. Hơn nữa con về nhà con lại nhắn tin lên cha thì được cha trả lời con an tâm, cha và cộng đồng cầu nguyện cho con và làm lễ cho con lúc 5 giờ chiều. Thì bây giờ con đã khỏi. Thì con được. Bây giờ con đã khỏi hết bệnh. Hallelujah. Cái quan trọng nhất thì này, bây giờ con đã khỏi. Vẫn mạnh lên. Đây tôi gửi tặng cho cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Anh đi về giáo phận Vinh, anh đi loan truyền cho mọi người về lòng Chúa thương xót. Đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Và đây là cái quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho anh nha. Rồi mời ông.